Chào các bác nhé. Bây giờ bên nhà vườn Đạt Nhung quay cho các bác là lô cây na dai. Người ta nói là trẻ trồng na, già trồng chuối. Vì cây na bản chất là ra rất là chậm ra quả. Thế mà lô na dai của nhà vườn Đạt Nhung cây choai cao tầm 1 mét mà hoa sai chi chít hoa luôn các bác nhé. Cây rất là nhanh có hoa có quả. Tuy nhiên ở cấp độ cây còn bé nên là tỷ lệ đậu quả là thấp. Đây, khi hoa na chín và chuẩn bị đậu quả thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó đậu quả rồi nên mình rụng vào nó sẽ động và nó sẽ bị rụng tột bỏ cái cánh hoa này đi nhá các bác. Tuy nhiên thì phải về trồng thì nó mới đậu quả, chứ còn để em chỉ ủ cát như thế này nó không có nhiều dinh dưỡng bằng cái không gian sống của một cái cây bình thường. Đây, nhà vườn Đạt Nhung có những cái lô na choai đẹp như thế này thì các bác lấy số lượng cả nghìn cây cũng đủ nhá. Ai lấy thì inbox trực tiếp cho bên em. Đây, em đã thấy một quả nó đậu rồi đây này các bác này. Đó. Thế thì cây này thì trồng mới được có hơn 1 năm mà đã có quả rồi thì ai có nói là trẻ trồng na già trồng chuối nữa đâu. Mọi người cứ trồng na thôi nhá. Già trẻ trồng được hết đấy. Bên nhà em tư vấn kỹ thuật miễn phí các bác nhá. Ai lấy thì inbox trực tiếp cho bên em ạ.